Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Thanh tra Chính phủ công bố danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra chính thức năm 2015. Đoàn lãnh đạo cấp cao tổ chức cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Công nghệ viễn thám, một công cụ đắc lực trong việc giám sát, quản lý tài nguyên môi trường biển đảo ở Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin. Tại hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất khóa 8 diễn ra sáng ngày 23 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: sự đoàn kết, nỗ lực chung sức chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã góp phần thiết thực vào giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, đồng thời tiếp tục tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, năm 2014, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt kết quả khá toàn diện, đặc biệt là triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền. Cùng ngày, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp báo công bố danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra chính thức năm 2015. Theo đó, năm nay Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra tại một số đơn vị như Tập đoàn Dệt may, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng cục Hải quan. Năm 2015, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành chính sách pháp luật trong công tác tín dụng, mua sắm tài sản, trang thiết bị, đầu tư công và trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng tại các tỉnh thành trong cả nước. Bên lề hội nghị thường niên 2015 Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos đang diễn ra tại Thụy Sĩ, chiều tối ngày 22 tháng 1 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có một số hoạt động tiếp xúc song phương. Trong cuộc gặp với Hoàng hậu Hà Lan Massima, hai bên khẳng định tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực ưu tiên như chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững. Hoàng hậu Massima mời Việt Nam tham gia nhóm những người bạn tài chính bao trùm với thành viên là đại sứ các nước tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam là một trong 25 nước được chọn tham gia chương trình này. Tại cuộc gặp với đại diện thương mại Hoa Kỳ ông Froman, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục dành cho Việt Nam những linh hoạt cần thiết để có thể sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Đại diện thương mại Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, nhận định vòng đàm phán vừa qua đã đạt được bước tiến tích cực và hy vọng các bên có thể tìm được giải pháp để sớm kết thúc đàm phán TPP. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Thái Lan cùng với sự tham dự của một số doanh nghiệp hai nước. Thưa quý vị, trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ ông Phạm Quang Vinh đã có cuộc gặp gỡ với đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. Đại sứ Phạm Quang Vinh đã thông báo những tiến triển nổi bật trong quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đại sứ kêu gọi các doanh nghiệp Hoa Kỳ cùng hợp tác để góp phần tạo bước đột phá trong quan hệ kinh tế thương mại song phương. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN ông Alexander Feldman khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng sâu sắc vào triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trông đợi vào cơ hội và các tác động tích cực của Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương nếu được ký kết đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian sắp tới. Do đó, nhiều công ty của Hoa Kỳ đang thúc đẩy các kế hoạch mở rộng kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam. Ông Alexander Feldman khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong các ngày từ 22 cho đến 23 tháng 1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về chính trị, quân sự, ông Puneet Thangwa đã đồng chủ trì đối thoại chính trị, an ninh quốc phòng Việt-Mỹ thường niên lần thứ 7 để thảo luận hàng loạt các vấn đề song phương, khu vực và toàn cầu cùng quan tâm. Trong đối thoại, Việt Nam và Mỹ đã trao đổi về tình hình Biển Đông và tái khẳng định lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và trên không, cũng như việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao, hòa bình, tránh các hành động khiêu khích, đơn phương, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Đồng thời tiếp tục hợp tác về thực thi luật pháp trên biển, đặc biệt là tăng cường năng lực để đối phó với những thảm họa và tìm kiếm cứu nạn, cam kết tiếp tục hợp tác trong vấn đề tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh, xử lý chất độc da cam, dioxin và giả phá bom mìn.
hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh trong khuôn khổ bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương năm 2011, cùng hợp tác nhằm giải quyết những thách thức về an ninh khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin về chiến công của lực lượng công an trong việc triệt phá đường dây tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng Internet và bắt giữ lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 23 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, thêm một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet quy mô nghìn tỷ vừa bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự C45 Bộ Công an triệt phá. Đường dây chuyên tổ chức đánh bạc trên trang web có máy chủ đặt tại Philippines dưới nhiều hình thức như cá độ các môn thể thao, chơi bài và đánh bạc online. Cơ quan công an cho biết, từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc qua trang mạng này là 1.000 tỷ đồng. Số tiền thu được từ những người thua bạc, các đối tượng chuyển tới những tài khoản trung gian hoặc rút tiền mặt tại ngân hàng, sau đó chuyển đi nước ngoài. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để truy cứu các đối tượng về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet. 4 tấn mỹ phẩm và 3 tấn hương liệu không rõ nguồn gốc vừa bị Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và thu giữ tại Lạng Sơn. Lô hàng này đã được vận chuyển về khu tập kết xe hàng tại Vĩnh Tuy Hà Nội để chờ xác minh xử lý. Đa phần số hàng bị thu giữ là mỹ phẩm gồm kem bôi da, dầu gội, kem ủ tóc, sữa tắm. Trên một số bao bì có ghi xuất xứ từ Trung Quốc. Cục An toàn thực phẩm tiến hành lấy mẫu để kiểm nghiệm thành phần nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của những sản phẩm này đến sức khỏe con người. Hiện lái xe chở lô hàng này đang bị tạm giữ và các cơ quan chức năng đang xác minh chủ của lô hàng trên. Theo thống kê của thành phố Hải Phòng, hiện có gần 5.100 container hàng không có người nhận, tức là chiếm tới khoảng 1/5 diện tích của cảng, mà phần lớn trong số đó là rác phế thải độc hại. Điều đáng nói là nhiều loại rác không những không thể tái chế mà còn phải bỏ rất nhiều tiền mới có thể xử lý để không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe của con người. Theo tờ khai hải quan thì đây là lô hàng nhập khẩu thép phế liệu. Thế nhưng khi mở ra thì bên trong lại toàn xỉ quặng. Một loại rác phế thải nếu có mang về cũng chỉ vứt đi, mà vứt đi cũng khó. Vì đây là loại rác mà nhiều nước đang buộc doanh nghiệp phải có biện pháp xử lý chất độc hại, chất phóng xạ trong thành phần để không ảnh hưởng tới môi trường. Hiện ở Hải Phòng đã phát hiện 200 công quặng xỉ như thế này từ các lô hàng nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp thép lớn. Theo lý giải của Hiệp hội Luyện Kim Việt Nam, các doanh nghiệp thép Việt Nam đã bị đối tác nước ngoài lừa bán, cháo phế liệu thành xỉ quặng. Mặc dù theo quy định của pháp luật thì đối tác nước ngoài sẽ phải chịu trách nhiệm và phải nhận lại số xỉ quặng trên, nhưng trên thực tế thì đến giờ vẫn chưa có một công xỉ quặng nào được tái xuất trở lại nước bán hàng. Pháp luật ấy, thì người ta được quyền khiếu nại, bắt đền bù bởi vì rằng là đã không thực hiện đúng hợp đồng và phạt. Thế nhưng mà trong vấn đề thương mại đấy thì người ta đang tìm cái cách giải quyết tốt nhất để mà có thể là còn giữ được cái quan hệ buôn bán với những các cái khách hàng quen thuộc. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh. Các doanh nghiệp có thực sự bị lừa hay không, hay có sự thông đồng gian lận thương mại? Theo ông Lê Thanh Đỏ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cảng Đình Vũ, thì trên thực tế, tình trạng các đối tác nước ngoài bắt tay với doanh nghiệp Việt Nam để vứt rác vào Việt Nam cho đỡ mất tiền xử lý đã từng xảy ra. Ở phía nước ngoài, ấy, thì tôi nói ví dụ một cái container rác thải mà đi tiêu hủy thì rất đắt tiền. Thế thì người ta đóng một container người đưa Việt Nam thì người ta chỉ mất khoảng độ 700 đô là người đưa về Việt Nam được. Thì cái giá trị người ta trả cho chủ tàu để chuyển về Việt Nam rẻ hơn rất nhiều so với giá trị người phải tiêu hủy nước ngoài. Không chỉ là xỉ quặng, lốp cao su đã qua sử dụng, pin, dầu thải cũng đã được đưa vào Việt Nam, chiếm 1/5 diện tích kho cảng của Hải Phòng. Nếu không có các biện pháp cương quyết buộc tái xuất số rác trên ra khỏi Việt Nam, thì cảng Việt Nam rất có thể sẽ trở thành nơi vứt rác phế thải. Chúng ta sẽ buộc họ phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, là họ phải chấp hành. Chứ còn nếu họ không chấp hành thì chúng ta có những đủ những chế tài cần thiết để mà buộc họ phải chấp hành. Chứ không phải người ta không chấp hành chúng ta chịu đâu. Theo quy định thì số hàng trên sẽ bị tịch thu để bán xung công quỹ. Nhưng đáng tiếc là những loại rác thải kia không những không bán được mà Việt Nam còn phải bỏ cả đống tiền và công sức để xử lý rác thải thay cho các đối tượng vứt rác. Thông tin do phóng viên thời sự vừa thực hiện.
Đoàn lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2. Chuyến làm việc nhằm cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh và thúc đẩy việc hợp tác giữa Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam với các cơ quan của Việt Nam trong việc tìm kiếm người mất tích của cả hai phía. Chiều ngày 23 tháng 1, đoàn đã có buổi làm việc tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đây là 3 bộ hồ sơ có liên quan đến việc chôn cất bộ đội Việt Nam, được Đoàn Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam trao cho Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Các hồ sơ này liên quan đến khoảng từ hơn 400 đến hơn 1.000 hài cốt. Kể từ năm 1994 đến nay, tổ chức này đã chuyển giao khoảng gần 300 bộ hồ sơ liên quan đến hơn 10.000 hài cốt bộ đội Việt Nam hy sinh. Trong đó đã có khoảng 1.200 hài cốt đã được tìm thấy từ những thông tin phía cựu chiến binh Mỹ cung cấp. Đây là kết quả của chương trình sáng kiến cựu chiến binh của Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Sáng kiến cựu chiến binh của Hội Cựu chiến binh Mỹ tập trung vào việc hợp tác với Việt Nam để mang những thông tin mà chúng tôi có về nơi những người lính Việt Nam có thể chôn cất đến phía Việt Nam, và phía Việt Nam cũng làm điều tương tự cho chúng tôi. Vì vậy, nhìn chung chúng tôi hợp tác với nhau để đưa những người con trở về với gia đình của mình, và đó là lý do chúng tôi ở đây. Tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Bùi Khắc Sơn đã nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn, chân thành cảm ơn những thông tin quý giá về bộ đội Việt Nam hy sinh mà phía đoàn cung cấp, đồng thời khẳng định những hoạt động như thế này đã thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đặc biệt có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Đây là cái dịp rất tốt để chúng ta 20 năm quan hệ hai nước bình thường hóa quan hệ hai nước, cũng là dịp chúng ta tiếp tục cái hướng để thúc đẩy quan hệ trên nhiều mặt. Mong muốn các bạn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam, giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh. Trước đó, đoàn đã có buổi thăm và làm việc với bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam. Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam, VVA, được thành lập từ năm 1978 với mục tiêu thúc đẩy và ủng hộ các vấn đề như phúc lợi, cứu trợ, chăm sóc y tế, đào tạo, việc làm với các cựu chiến binh trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và gia đình họ. Từ năm 1993, VVA đã trở lại Việt Nam và thúc đẩy nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động hỗ trợ tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Trong phần tiếp theo của bản tin, công nghệ viễn thám một công cụ đắc lực trong việc giám sát quản lý tài nguyên môi trường biển đảo ở Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ 165 triệu đô la Mỹ cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, công tác khắc phục sự cố đứt cáp hệ thống cáp quang biển AAG đã hoàn thành vào trưa ngày 22 tháng 1. Với nỗ lực khắc phục sự cố của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cũng như các doanh nghiệp viễn thông công nghệ thông tin tại Việt Nam và nhà quản trị hệ thống AAG, dung lượng Internet của Tập đoàn VNPT đã trở lại bình thường từ 12 giờ 20 phút trưa ngày 22 tháng 1. Trước đó vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, hệ thống cáp quang biển AAG đã gặp sự cố, khiến lưu lượng truy cập Internet đi quốc tế của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Ngày 23 tháng 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đã đến thị sát tình hình sạt lở tuyến bờ Biển Đông và mũi Cà Mau. Trên cơ sở khảo sát, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ghi nhận sự quyết tâm, nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong thực hiện giải pháp các công trình kè ngăn chặn sạt lở, đặc biệt là khôi phục rừng phòng hộ, bảo vệ mũi Cà Mau và khu Ramsar của thế giới. Theo Phó Thủ tướng, việc đầu tư công trình xây dựng kè khắc phục sạt lở thích ứng với biến đổi khí hậu cần phải đầu tư nguồn vốn rất lớn. Do vậy, khi quyết định đầu tư xây dựng cần phải cân nhắc thật kỹ để tránh gây lãng phí. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần nghiên cứu chọn giải pháp công trình tối ưu, thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa phát huy tính hiệu quả, vừa giảm chi phí đầu tư, khai thác tốt thế mạnh du lịch, đảm bảo sinh kế cho người dân vùng rừng, vùng biển. Hiện nay, công nghệ viễn thám đang được đẩy mạnh ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, đặc biệt là trong quản lý tài nguyên môi trường. Gần đây nhất, một cơ sở dữ liệu cơ bản về thông tin địa lý cho toàn vùng biển và hải đảo của Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được xây dựng. Đây là kết quả của dự án giám sát tài nguyên môi trường biển đảo bằng công nghệ viễn thám do Cục Viễn thám Quốc gia thực hiện.
Với những bước tiến vượt bậc, công nghệ viễn thám tỏ ra là một công cụ đắc lực trong việc giám sát tài nguyên môi trường ở một khu vực rộng lớn như Biển Đông. Dự án này sử dụng vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VN-RedSat-1 để thu nhận các bức xạ của đối tượng, vật thể và truyền tín hiệu về trạm xử lý trên mặt đất. Các tín hiệu này sẽ được xử lý thành các ảnh vệ tinh. Đây là cơ sở để phân tích các yếu tố tài nguyên môi trường và tạo lập bản đồ. Khi mà chụp một tấm ảnh viễn thám từ trên vũ trụ xuống thì cái độ phủ của một tấm ảnh rất rộng. Nó có thể là cả một cái bán đảo Đông Dương, hoặc là nó có thể là đến những cái ảnh mà phân giải cao thì nó lên hàng chục cây số mỗi chiều. Thì với lại cái mức độ mà phủ ảnh như vậy thì thông tin trên một tấm ảnh như vậy nó sẽ đồng nhất. Và nếu như đi đo đạc trên thực địa để lấy các thông tin đấy thì đã mất rất nhiều thời gian. Dựa trên những bức ảnh vệ tinh như thế này thì các nhà khoa học đã vẽ ra những bản đồ về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tỷ lệ từ 1 phần 25.000 đến 1 phần 1 triệu. Đây là những cơ sở để xác định được những thay đổi về các yếu tố tài nguyên môi trường ở khu vực hai quần đảo này. Những tấm bản đồ địa hình của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa này thể hiện các điều kiện tự nhiên của các đảo và các bãi đá ngầm có độ sâu tới 10 mét. Ngoài ra, dự án cũng tạo ra 3 bản đồ chuyên đề về vùng biển Việt Nam thể hiện lượng chất diệp lục, nhiệt độ và lượng muối trong nước biển ở từng khu vực. Những yếu tố này sẽ giúp đánh giá các hệ sinh thái biển và môi trường sống của các sinh vật biển, qua đó có thể dự báo về các ngư trường. Các cái hệ thống bản đồ chuyên đề của chúng ta thì nó sẽ cho chúng ta một cái quá trình và cái sự phân bố các cái chất dinh dưỡng và các cái chất lý hóa ở trong biển. Và tất những cái chất này thì có ảnh hưởng tới cái việc mà sự phát triển của các loài thủy sinh trong lòng biển. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở cái vùng nào chúng ta có thể có những khả năng có những loại cá như thế nào. Các sản phẩm bản đồ từ dự án viễn thám này cũng giúp ích trong việc dự báo bão hay giám sát biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Với khả năng thu thập dữ liệu ở nhiều thời điểm khác nhau, công nghệ viễn thám hứa hẹn là một nền tảng cho việc thiết lập một hệ thống giám sát biển đảo đa thời gian trong tương lai. Được triển khai từ giữa tháng 9 năm 2014 đến nay, trong khuôn khổ chiến dịch tiêm sởi Rubella, Bộ Y tế đã tiêm chủng cho gần 17 triệu trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 10 tuổi. Trong quá trình thực hiện tiêm chủng đã có sự cố xảy ra tại một số địa phương gây hoang mang cho người dân. Ngay sau đó, Bộ Y tế đã tiến hành giám sát và đánh giá lại quy trình tiêm chủng và thái độ của cán bộ tiêm chủng. Vụ tiêm nhầm nước cất tại Đồng Tháp hay hàng loạt trẻ có phản ứng sợ tiêm bị ngất đồng loạt tại Vũng Tàu, Bình Dương đã khiến nhiều người dân lo lắng và hoang mang không muốn cho con đi tiêm chủng. Qua các sự cố này, cán bộ tiêm chủng cũng đã tự rút kinh nghiệm nâng cao ý thức để hạn chế tối đa những sai sót. Một người thầy thuốc đã được tập huấn nhiều lần kỹ thuật tiêm chủng thì trước khi được đứng vào bàn tiêm thì cũng phải có kiểm tra các quy trình. Khi nhận vaccine vào bình và khi đem vaccine ra để tiêm cho thì cũng phải xem kỹ, xem vaccine nào cần phải pha chỉnh hồi, vaccine nào không phải pha chỉnh hồi để tránh sự nhầm lẫn như ở một số địa phương chúng ta nghe thấy là đã tiêm nhầm nước cất. Một vấn đề khiến tỷ lệ tiêm tại nhiều địa phương không cao là do truyền thông. Tại các tỉnh miền núi, người dân không hiểu lợi ích của việc tiêm chủng và nhầm lẫn giữa tiêm rubella với Ebola nên đã không cho trẻ đi tiêm. Có rất nhiều người dân người ta nhầm với là Ebola. Người ta cũng nên là cái khâu truyền thông là cái khâu quan trọng để người ta hiểu. Bởi vì vừa qua là có xảy ra một số những cái tai biến trong tiêm chủng. Thế nên là người dân người ta cũng rất lo. Chúng tôi tuyên truyền để người ta hiểu cái việc này và người ta nhận thấy là cái tiêm chủng là có lợi và hầu như không có tai biến gì. Sau khi tiến hành các đợt giám sát và đánh giá hai đợt tiêm vaccine sởi rubella, kinh nghiệm quan trọng nhất được rút ra là nâng cao trách nhiệm của cán bộ tiêm chủng. Triển khai tập huấn chủ yếu là thực hành là chính. Thực hành thì vấn đề là bảo quản vaccine, vận chuyển vaccine. Thì cái việc này là thực hành bằng trên các hiện vật mô hình cụ thể, thậm chí trên thực tế chứ không phải trên lý thuyết. Và nâng cao cái chất lượng giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến thì tôi hy vọng là các cái phản ứng sau tiêm và các cái lỗi mà xảy ra vừa rồi sẽ ở mức thấp nhất. Đến nay tỷ lệ tiêm chủng tại các tỉnh đã đạt trên 90% và an toàn tiêm chủng được đảm bảo với tỷ lệ tai biến sau tiêm vaccine sởi rubella chỉ chiếm 0,03%. Hiện các tỉnh đang tiến hành triển khai đợt 3 chiến dịch tiêm vaccine sởi rubella cho trẻ từ 10 đến 14 tuổi. Theo kế hoạch, chiến dịch này sẽ kết thúc vào tháng 2 năm 2015.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã dành khoản tài trợ lên tới 165 triệu đô la Mỹ cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam, đồng thời bổ sung vốn cho việc mở rộng đầu tư dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tại 6 tỉnh của miền Trung Việt Nam. Hiệp định vay vốn thứ nhất được ký, cung cấp vốn tài trợ 80 triệu đô la Mỹ dành cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho các khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2. Đây là dự án hỗ trợ quy mô lớn đầu tiên đối với giáo dục trung học cơ sở dành cho người dân tộc thiểu số nghèo tại các vùng núi, phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và các vùng ven biển chịu ảnh hưởng của bão. Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu đô la Mỹ cho dự án phát triển nông thôn tổng hợp với mục tiêu là xây dựng nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm hệ thống đường nông thôn, các hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển. Thưa quý vị, lần đầu tiên câu chuyện cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc tại tỉnh Đắk Nông thông qua ngôn ngữ múa đương đại được giới thiệu tới công chúng Hà Nội trong ngày 22 tháng 1. Với 12 tiết mục, Tôi tin tôi có thể, ngày hội giao lưu thể hiện niềm tự hào về văn hóa cộng đồng của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên đã thu hút được sự quan tâm của khán giả thủ đô và các chuyên gia nghiên cứu. Chương trình do Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, Trung tâm Nâng cao Năng lực Cộng đồng và Chương trình Giáo dục Nghệ thuật Độc lập đồng tổ chức. Lần đầu tiên bà con Mơ Nông, Thái, Hơ Mông tại Đắk Nông kết hợp trong một tiết mục múa đương đại đặc sắc, được trình diễn trên sân khấu thủ đô trong ngày hội giao lưu Tôi tin tôi có thể. Tiết mục múa mùa mới, nó là kết hợp giữa cái gọi là những cái múa đương đại nhưng mà lại thể hiện những cái cuộc sống rất là bình thường của bà con. Tôi đi trồng cà phê như thế nào, tôi trồng sắn như thế nào, tôi thu hoạch lúa ra làm sao. Cái việc mà đặt múa đương đại bên cạnh một cái việc trồng lúa, trồng khoai nghe nó có vẻ rất là xa lạ hoặc hơi ngạc nhiên một chút. Thì đấy là một điều đặc biệt nữa mà nếu như người xem chương trình sẽ có cơ hội để khám phá. Với 12 tiết mục đặc sắc của đại diện hơn 10 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, người xem sẽ có dịp trải nghiệm sự đa dạng văn hóa của dân tộc, kiểm chứng sự hiểu biết của bản thân về các phong tục, tập quán của các dân tộc khác nhau qua chính những chia sẻ của người trong cuộc. Đây là lần đầu tiên mình tham gia chương trình lớn thế này nên là mình rất là vui và rất vinh dự vì có rất nhiều các dân tộc khác để mình biết nhiều hơn về họ. Chúng tôi mang đến một tiết mục múa xòe của dân tộc Dao. Điểm múa này là vào những ngày lễ Tết và vào ngày cướp xác đặt tên cho con ạ. Nó rất nhộn nhịp và rất vui nên là khi múa thì cảm giác là phải rất là vui vẻ và khỏe khoắn ạ. The traditional dress. Các trang phục truyền thống thực sự rất hấp dẫn và làm tôi kinh ngạc. Tiếng trống và âm nhạc cũng rất tuyệt. Những màn hát giao duyên cũng rất đặc biệt. Tất cả các tiết mục tôi đều rất thích vì chính sự đặc trưng của chúng. Bên cạnh các tiết mục đặc sắc, Tôi tin tôi có thể còn trưng bày ảnh chụp và các câu chuyện thể hiện văn hóa đặc trưng của dân tộc. Đây là một hoạt động nằm trong dự án Photo Voice, kể chuyện qua ảnh. Dự án nhằm giúp người dân tộc thiểu số lên tiếng, tự kể về đời sống văn hóa của mình, khơi gợi niềm tự hào dân tộc. Có lẽ là cái thông điệp của cái sự kiện này thì nó cũng thể hiện ở cái tên là Tôi tin tôi có thể. Thì các tổ chức mà tham gia sự kiện này thì đều là những tổ chức làm việc về người dân tộc thiểu số ở các cái mảng khác nhau. Và chúng tôi thấy rằng là người dân tộc thiểu số có rất là nhiều những cái nét văn hóa cũng như là có sức mạnh rất là lớn. Và chúng tôi tin rằng là nếu mà mình có thể khơi gợi cái niềm tự hào về văn hóa cũng như là về khả năng của chính họ thì họ sẽ làm tất cả những công việc khác trong xã hội đều tốt. Ngày hội Tôi tin tôi có thể nằm trong chuỗi hoạt động phát triển năng lực cho người dân tộc thiểu số được thực hiện bởi các tổ chức phát triển tại Việt Nam. Một sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tối ngày 23 tháng 1, đó là tại Trung tâm Hội nghị thuộc quần thể Chùa Bái Đính, một trong bốn vùng lõi của di sản thế giới Tràng An, Việt Nam đã chính thức đón bằng của UNESCO cho di sản này. Đây là niềm tự hào cũng như là vinh dự của rất nhiều người Việt Nam khi mà quần thể danh thắng Tràng An là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á được tôn vinh, với cả hai giá trị về thiên nhiên và văn hóa. Theo quy hoạch, quần thể danh thắng Tràng An rộng gần 12.000 hectare, gồm khu du lịch sinh thái Tràng An, Tam Cốc Bích Động, Cố Đô Hoa Lư và quần thể Chùa Bái Đính, khu chùa lớn nhất Đông Nam Á.
trong đó có 5.000 hecta vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt. Quần thể danh thắng này được ví như một Hạ Long trên cạn, gồm những dãy núi đá vôi hàng triệu triệu năm được nối với nhau bởi những hang động xuyên thủy. Tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực khuyến khích người dân địa phương chung tay bảo vệ môi trường cảnh quan của di sản, đào tạo những người lái đò trở thành những hướng dẫn viên du lịch. Trở thành di sản thế giới là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm với các nhà quản lý và cộng đồng địa phương đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển cho di sản Tràng An. Những hình ảnh về di sản thế giới khu danh thắng Tràng An đã khép lại bản tin thời sự của Đài truyền hình Việt Nam ngày hôm nay. Quý vị quan tâm có thể truy cập vào website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.